Giờ mình sẽ đem đồ vô cho chú nha. Xin chào quý khán giả của Time Official. Gọn gọn đây, chị xách hết cho. Đem đồ vô. À, bữa nay bếp nước rồi chú. À, bữa nay làm cái bếp ga phải ngoại. À, bữa nay con mua đủ đồ xuống đây luôn á, để chắc trong mình chắc trong cái phần nhỏ đỡ đi nha. Nhưng mà để dài là tẩu heo vô lấy không đi. Đúng rồi, không xem ra mình để hoài. Đấy là mình lo, mình nói là đâu che mà lấy. Chỗ qua cái bàn kia đó là ở cái nhà đó đừng nhỏ không ta. Bưng vô đây kiên thử chị em mình vô canh thử coi bàn sữa bàn bị nhỏ. Chị biết rồi nhưng mà ý là canh thử. Thưa quý vị là ngày hôm nay mấy chú là tới làm cái bếp ga. Tiền ra để làm thêm một cái bếp trên đây cho cô chú để cái bếp ra đây rồi nấu nướng, rồi dưới đây là đựng đồ được luôn, trên đây là để một cái bệ qua nữa, xong rồi đục cái chỗ này ra đi, chỗ này là chỗ đi chén, là đưa chén đó, rồi bữa nay sẽ làm cái này, xong rồi bếp điện với lại bếp điện với lại chén giò nước cửa toilet chú, một cái giò nước cửa toilet nha. Nói mấy chú làm là bếp một cái giò nước của toilet và một cái giò nước ở đây để mình khỏi xách luôn các con nhé. Em cô đâu chú? Con cho này em đồ nhiều quá. Dạ con mua hết cái chợ về luôn á. Con mua hết luôn rồi, cái gì à? Đây. Cái này là mai mốt chú không cần nấu nước nha. Này là chế nước vô. Mình chế nước vô mình bấm lên là nó sôi thôi. Cái này là ấm nước siêu tốc nè. Này là cái bình thủy để chế nước nóng, giữ nước nóng nè. Cái xô này để cho toilet để mình múc nước mình tắm rồi nè. À, xô chỉ có cái này vô đây. Rồi chén chỉ là đầy đủ luôn, cao mang đầy đủ luôn. Cái ca uống nước, mùi cái ly. Rồi nầu. Này là cái bộ nầu. Biết rồi, biết rồi. Cái nầu có nấu bông mà. Dạ, nầu này có 5 cái luôn. Một bộ luôn. À. Nhà từ to đến nhỏ luôn. Để nó sẽ làm cái này cho mình nè, để mình nói bếp ga. Đó, rồi cái này để cho chân. Rồi còn nữa, còn nữa. Chù. Còn nữa. Mà đủ thứ đấy. Rồi còn mấy cô. Nè, còn mấy cô. Dạ. Còn nữa thì đem nó bật vô ra cho chú. Em, cái kệ này đi bếp luôn nè. Kệ lên bếp luôn đi, coi coi nó vừa bếp không nè. Để hai đây là ngon của chú em. Vô hả? Đó. Để kệ hai đây là ngon luôn mà. Ở đây bên đây để cái bếp nè, đứng nấu còn để đồ. Đây là để rửa chén xong rồi ốp vô đây. À, quên cái mùa cái đồ dắt đũa. Ừ, để mua thêm. Chén dĩa, chén nghe chục chén chùa. Còn đây là cái trùm nệm. Giờ con lên con mua bếp ga. Giờ con đẹp người ta thì chừng nào có mình sang rồi có mới đem xuống nha. Đó, để cái dòng chén ở đây nó hợp lý luôn rồi mà. Ừ.
này là con bự dưới đây chú, tưởng làm nhỏ nhỏ này không gọn cái bự dưới, ok mình làm bự vậy luôn đi, để có gì ở phía dưới chắc được đồ mà. Rồi chứ để cái bếp nó mất không có rộng. Dạ. Ở dưới mình để được đồ. Ở trên này để đâu cũng điện luôn. Đâu cũng điện, đâu cũng điện với lại bác ổ điện ở đây nha. Chú bác ổ điện ở đây với lại chú cho con cái giò nước trong toilet, cái giò nước ở đây là sao? Rồi điện thì mua cái bóng đèn bự mình để ở giữa đây à. Điện ra ngoài không? Để nó sáng được cái bay luôn à. Muốn mấy cái món này cái lòng 30 cái tròn tròn to á. Nhưng cái tròn mà to này nó sáng lắm. Biết rồi nhưng mà ông mất mà bán hay là bán ra to lắm. Bán đi. Bán đi. Bán một bán càng nhỏ thôi. Bán càng nhỏ thôi. Bán càng nhỏ thôi, bán ngoài là bán bự cho con. Cái nhà trên cũng bán bự luôn, đừng có làm cái bán về về ra. Bán bự. Bán bự bây giờ nó sáng ghê lắm. Không bán bán về ra. Dạ. Thế thì cái chỗ đó có chặt thì chú về của dùm con nghe. Còn cái này thì căng ra thì bóng đèn nhỏ luôn mà bóng đèn nhỏ này bóng đèn này to rồi đi coi cái bàn cái này vừa không đi bàn thì nhỏ rồi không mà nhỏ còn bằng tôi chứ to quá nó chiếm diện tích nhà chú định mua cái bàn nhỏ 6 cái ghế thôi mà đi nấu cái mà bàn nhỏ đâu mua bàn to cái em ngồi đâu mua để cho công nhân nó rộng để cô chú nó thoải mái mẹ mốt có muốn nằm giãn thì mua cái giãn nằm đây nữa thì cái bàn nó nhỏ nhỏ đây mua cái tủ nhỏ nhỏ chỗ đây nữa nè còn cái tủ nhỏ nhỏ đây nữa bé là chị đi học về thấy cái mẹ 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 cô ở trong đó mẹ phải giãn cái gì đi lên mua tủ không biết mua ở đâu luôn á tủ ông bà về gì này tủ kính gỗ này dạ tủ kính á cái dạm ra cái đường địa ái đó đường đi lên chợ cũ đó là cái bà này đó bà này dạ chị vừa rồi chứ hả xuống mình con mấy gặp cái bà nó nhỏ nhỏ thì được rồi đó nghe đường nhà có e đâu mà nhỏ thôi nếu mình mua bằng đó mình mua ghế 4 ghế nhựa thôi 4 ghế nhựa nó xuống hơn 4 ghế 6 ghế thì nó tại vì cái ghế nhựa nó có cái chỗ dựa chưa sang chú mua cái ghế nhựa mua ghế inox à inox thì cái ghế tròn trơn không cái inox này đâu cái inox còn trơn gì cho nè cái chồng nè nó còn cái inox được đó cái inox này cái bên đây đó chú bông ra chú mẹ nhậu nghe nhớ nghe mẹ tính tàn heo con gà mẹ tính miền Trung tặng cho heo con gà chiều mẹ tính ra chơi luôn thấy lên thành thấy mẹ tính đó mẹ cũng trẻ quá nghe dạ mẹ con cũng lớn rồi đó còn ba không mẹ ba có mắt không dạ mua cái tủ kiến để đây để bàn thờ xong rồi cái bàn để tivi đó cái này hả tivi để bác lên cái tường luôn cái tivi bác luôn trả lên tường này đi mua tivi nhỏ nhỏ bác luôn lên tường này đi còn cái này để cái tủ bàn thờ này nọ chú muốn làm gì làm rồi để đây là cái bàn bên đây là 6 cái ghế rồi tủ ở đây thôi mà để chú có để bàn thờ rồi gì đây cứ để ở đây hả năm giờ lên qua cái giờ lên lao đi rồi lúc ra rồi chỗ này cái tivi giờ mấy giờ rồi giờ phải đi là có gì đó nó chở từng chở xuống lắm thôi không bây giờ chiều đây có bọn không không bây giờ mình về mình nấu cơm rồi ăn rồi sang xuôi đi rồi chiều lên tiếp đi lên thử nữa chứ còn chưa thấy đâu còn số bà cái bà nó để em chở bà đây không em tra hả dạ không. Đây thằng em ở gần đây á cô dạ. Nó chở con đi từ biển biết à còn nghiệp lắm cô chú nấu cơm chưa nấu chú nay dám về vô dẫn con coi nay nấu ăn gì nè mẹ coi nấu gì trong đây mẹ mốt có bếp rồi ra đây nấu nghe trời ơi con anh mua cho một cái điện thoại nữa lên cho mua điện thoại nhỏ để mẹ mốt gọi điện rồi hết ra nói nghe để tài trợ ra cho nghe đây nấu gì vậy? Nhà đây là coi như là sắp sập luôn rồi đây là chú nấu gì nè mẹ mốt là bà không có vô đây ở nữa nghe rau má đâu mà ngon với bà ở chú ruộng cho con à cô bất hả thấy rau má là ngon thái nhà cho anh nó đáy của Trung Quốc đây, mà của mình đấy là đồ ăn ha ăn có không
vô lấy ra lấy cái bịch cá vô đây rồi Vũ. Con lấy cá con đưa cho chú Kho nghe. Có cơm. Ừ để con đưa cho. Lấy cá để nấu với rau má cũng được luôn. Để thằng cô em nó còn nó lấy bịch cá ra cho. Có cơm ngon lắm. Rồi giờ là mai mốt con mua cái tủ cỡ này. Xong rồi mình đem cái bộ lư với lại ông bà mình đi ra ngoài đó nghe. Nha. Mình cúng mình khấn ông bà mình đem mua biển cho ông bà có nhà mới ở đồ ra chứ. Rồi biết cái nhà này coi như là nó mưa bão cái là nó sập đó. Rồi cái niệm này là mình đem qua biển luôn. Không có ở trong đây nữa, trong đây mình chỉ để đồ thôi. Chứ mình đừng ở nữa, mình ở lâu quá là nó nguy hiểm lắm. Dạ rồi, trưa nay mình nấu mình ăn cơm với lại rau má vậy thôi nè. Cô có chứ. Dạ, có cá nữa, cá gì? Cá cừ. À, cá cừ hả? Ừ. Em đi chở cho chú. Tôi đi, bữa nào bé thì nó đi. Mà cô đi chợ được luôn hả? Nó đi cũng được, có bữa phé mới đi được. Chắc mạc nó đi không được. Cái đồ răng phía trước là mua phải không chú? Ra mua cái cô quầy chợ trước rồi phải không? Này có cơm này. Có cơm ngon lắm, tươi lắm. Bây giờ chú lấy một ít cho chú nấu với rau má. Còn một ít cho chú kho. Để ăn nha. Rồi mẹ con đem gà rồi ra mình ăn mừng nhà má nha. Chiều. Mày rắn khỏe ha, rắn khỏe đi ăn tinh ga nha. Rồi giờ cô lên xuống cô rửa cá xong rồi cô lấy một ít cô nấu với canh này. Còn một ít cái thì cô kho. Có cơm ngon lắm tươi luôn á. Nãy quay mua thêm bịch nữa nè. Giờ tụi con chạy lên chợ tụi con mua bịch về cho mẹ tính. Đưa cho cô ăn trước. Nha con đi về nha. Còn chiều con chở đồ vô tiếp. Chiều nay con mua bếp ga bếp bơ đồ vô nha. Mua tivi con nha. Cảm ơn cô. Chiều ha. Cho nhiều quá. Dạ. Cho đủ thứ hết. Cho đủ thứ hết à. Đó, giờ nào ngon ngầu lẹt nữa ta. Rau má sao nó tốt chứ trời. Rau má này rau má cao sản. Rau má cao sản chứ không phải là rau má của mình. Rau má cao sản hả? Rau má của mình nhỏ. Cái này cho cao sản nó to, ăn dạ. Không ăn nó không ngon bằng. Nhưng mà ăn được chứ nó không ngon không ngon bằng cái rau má mình. Dạ đúng rồi, cái này muối mắm ngon lắm á. Nhưng mà tao bớt ăn mặn lẹ. Mình không có ăn mặn nữa nha. Mình bệnh mình không có ăn mặn. Mình kho lật thôi. Nhưng mà cái này là nấu, cô lấy một ít cho cô nấu canh với rau má này nè. Bỏ vô cái chiêu nấu canh rau má nha cô. Còn một ít cái mình kho lật thôi. Đừng kho mặn quá, lớn tuổi rồi mình ăn mặn không có tốt. Nào, đi. Chú ra cái chiếc xe huyền thoại nè. Chiếc xe huyền thoại của chú đó. Cái này bao lâu rồi chú? Lâu lắm rồi. Chú mua bao lâu rồi? Mấy 20 năm. Hồi đó chú mua bao nhiêu tiền? Hồi đó mua 6 triệu. 6 triệu à? Ba con hồi xưa không có một chiếc vậy á. Xe bất tử đó, chú chở chiếc này chở cô đi ra tới ngoài Quảng Nghệ là 40 cây. 40 mấy cây luôn ạ. Để mà chở cô đi khám bệnh. Này là chú gieo luôn nè. Chùa được á, cái nhà bên trang này bây giờ mình trồng cây thôi. Mình trồng mấy cái này để mình lấy rau cỏ củ ăn ăn quả thôi. Giếng như vậy thấy không? Giếng nước là phải ra tới ngoài đây kiếm nước luôn nè. Mưa bão bữa trước là nó ngập hết, nó phá hết cái này là nó tan quan hết luôn. Cái giếng nè. Cô trời cái giếng nó sâu. Giếng nó cao dữ vậy. Giếng đây là giếng học. Sách nước cũng không có giếng đáng thì mùi thước thì. À, cái giếng đáng kia nữa à. Vậy là bây giờ mình lấy cái giếng đáng kia để mình câu vô trong nhà phải không chú? Chú cho nhà chú này cây mặn nhà chú hả? À? Nhà chú có cây mặn này mai mốt là tré ra là hé đi bán. Nhiều lắm luôn nè. Nhiều lắm. Chú trời. Bọn trái mặn quá trời. Nhà được cái trái cây nhiều. Cây mặn đây nữa nè. Chuối rồi đó. Nào sao đi vô. Chú về cây này mà năm nay đó. Chứ mấy năm là nó có trái chín. Chuối hả chú? Lúc này là bởi vì được tới cái đợt mà bỏ nó ngã không còn một cây. Cái này là cây con nó mới lên. Dạ, cây con nó mới lên á. Mới lên. Cho nên nó không có ra nó không có quà, không có té nhiều. Dạ. Chứ hầu bình thường là nó có té nhiều. Dạ. Bữa nay ngồi rửa chén nữa nè, không có xà bay rồi hết nè. Nào nè. Ông mua xà bang rồi mua muối đường bột ngọt tiêu đầy đủ hết chân kia luôn cho mình rồi. Ủa cái bịch đó xách vô chưa rồi? Dạ rồi. Ông mua đầy đủ luôn gia vị rồi luôn. À, xách vô nè. Rồi.
tay là mẹ mất mua mua hai cái tàu bông nhỏ nhỏ chỗ đây nữa, mà chỗ này nó nén quá. Chào sang. Dạ. Chén bớt cái nén. Như là mưa nó bớt tọt cho lần này. Bữa không làm cái hiên này về ra một chút. Anh lột cái đó thì nghĩa là mình tôi phải làm cái hiên. Mình lấy con hàm như tôi chén đứng cho lại cho nó thấp bớt. Mưa nó ít tọt cho lần. À, mình làm tấm tôn mình che trên đây thôi chú. Thả trên đó xuống. Theo ngọn qua đây theo tắm. Còn mưa nó đừng có dễ vô đằng xa, cái đây mưa vậy nó dễ vô đằng xa. Dạ. Sao giờ tụi con về nha. Con về rồi vô nghỉ ngơi, rồi kho cá rồi ăn đi nha. Rồi về chiều con ra tiếp. Chiều thợ làm mới chú. Rồi. Dạ. Ok chú, cảm ơn chú nghỉ ngơi đi nha, con đi về đây. Đó, bây giờ cái hoàn cảnh của ba cô chú là mọi người cũng biết rồi. Chú thì cũng lớn rồi, ba cô thì bị bệnh. Trời ơi, bến té luôn Phật. Đây là một cái con đường nhỏ mở ra để mà xe đất cá người vô đây. Chú ở đây của mình luôn hả chú? Không. À, cái đường này vô đây đất nhà người ta đúng không? Chú đi vô đi. Vô đi mà. Dịp, ăn đi. Dạ, con vô chiều con về con ra nữa. Đi vô đi nha. Dịp lắm. Rồi thôi, xin chào quý khán giả nè. Xem kênh của Trâm và nhớ một kênh của Trâm nha. Và Trâm sẽ cố gắng làm sao để hoàn thành cái nhà của chú đầy đủ nhất, tiện nghi nhất. Rồi mình sẽ đi vô Sài Gòn. Rồi chào cả nhà.